đáng lo. Tuy nhiên cái điều này ở đây may mắn á, là cái bạn này đó là đã mang thai 23 tuần rồi. Thường thường nếu mà mang thai mà dưới 12 tuần á, lúc đó là cơ thể bào thai đang hình thành các cơ quan. Thì nếu mà virus nó tấn công vào, nó sẽ làm thay đổi những cơ quan nó đi, thành ra có thể dị dạng. Đằng này thì 23 tuần là quá 12 tuần rồi, thì tất cả cơ quan này đã hình thành hết rồi. Tuy nhiên đối với người phụ nữ mang thai mà bị thủy đậu á, điều thứ nhất á, là người phụ nữ này mình phải đi khám, phải uống thuốc kháng virus thủy đậu. Nếu mà mang thai bị sốt thì chúng ta có thể uống paracetamol bằng bình thường. Và đặc biệt là phải nghỉ ngơi, ăn nhiều bữa, uống đủ nước. Và điều quan trọng là cái miệng cái vết đó đó, mình đừng có kiêng cử quá mức, mình đừng có trùm lại, mình đừng có kiêng tắm, thì lúc đó những cái vết nó không nhiễm trùng. Và sau đó mình uống thuốc xong, mình đi khám bác sĩ chuyên về nhiễm xong đó, thì mình nên đi siêu âm thai lại để theo dõi thai nhi như thế nào.